Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần tính theo giờ Việt Nam là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình tuần này với bác sĩ Nguyễn Đông Châu từ Texas. Xin chào bác sĩ Châu. Dạ, kính chào quý vị khán thính giả và kính chào chị Trà My. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và quý vị trong lúc theo dõi vui lòng gửi những thắc mắc của mình liên quan tới đại dịch COVID. Chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra ít nhất 30 phút đồng hồ. Lây nhiễm cao hơn, mức độ công phá mạnh hơn, sự nguy hiểm cao hơn và mọi cái sự chú ý đang dồn vào đó. Đó là biến thể đáng quan ngại mà người ta vừa phát hiện. Theo tin tức chúng tôi vừa ghi nhận sáng nay, đó là biến thể Delta Plus. Nếu như quý vị còn nhớ biến thể Delta, tức là trước nay mình gọi nôm na là biến thể Ấn Độ vì nó được xuất hiện lần đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ, thì bây giờ đã có biến thể Delta Plus với cái sức công phá và sự nguy hiểm mạnh hơn mà thế giới đã ghi nhận. Ban đầu là ít nhất 9 nước trên thế giới đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Delta Plus. Biến thể Delta Plus là gì? Và chúng ta sẽ có những cái công cụ hoặc là những cái biện pháp nào để đối phó với Delta Plus lúc này? Giữa lúc mà mọi người đang còn quan ngại về biến thể Delta anh em của nó, thì Delta Plus sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn đối với giới khoa học, cũng như là đối với tất cả mọi người trên thế giới. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ Nguyễn Đông Châu. Thưa bác sĩ Châu, xin được hỏi về biến thể Delta Plus. Tại sao đặt tên là biến thể Delta Plus và nó cái sự xuất hiện, cái xuất xứ của nó như thế nào? Và giới chuyên môn ghi nhận về nó cho tới nay có những cái đặc tính gì đáng khuyến cáo, đáng quan ngại thưa bác sĩ? Thật ra mình ta mới như chị Trà My đã nói thì mới vừa tin tức ngày hôm nay cho biết người ta đã thấy ở Ấn Độ, nơi mà có cái biến thể Delta mấy tháng trước đây, người ta thấy tìm một cái biến thể mới gọi là Delta Plus. Plus là cái dấu cộng, dương hay là dương tính, thì cộng thêm Ấn Độ thì trong cả có bây giờ người ta thấy xuất hiện ở trên 9 nước, nghĩa là 9 nước này có thể người ta thử nghiệm, người ta thấy ra có thể là nhiều hơn mà người ta chưa có thử, người ta chưa có biết, thì mình không, thật ra mình cũng không biết là nó từ đâu đến. Người ta chỉ nghĩ là bên Ấn Độ, và tại nó cũng hơi giống cái biến thể trước là Delta, nhưng mà cái biến thể này thì có thể nó hơi nguy hiểm hơn. Thì một lần nữa mình ôn lại là quý vị nhớ là cái con vi khuẩn, con virus COVID này thì nó có mặc cái áo gai bên ngoài, thì kia là corona, cũng như có những cái ánh sáng tia chiếu ra. Thì người ta thấy cái biến thể này nó hơi giống một trong gia tộc của cái biến thể Delta trước ta thấy Ấn Độ, nhưng mà cái áo gai bây giờ lại còn hay hơn nữa, nghĩa là nó làm cái áo nó khác thường, cũng như là mình chích thuốc ngừa vô hay là mình cho chất antibody, chất kháng thể, chất kháng sinh lạnh chống lại nó, thì trong cơ thể mình sẽ tìm ai bận cái áo như vậy thì sẽ tiến tới tấn công và giết liền. Nhưng mà bây giờ nó bận cái áo khác một chút, vẫn còn áo gai nhưng mà lại khác một chút. Nên vì vậy, thứ nhất người ta thấy là thật ra nhiều, còn nhiều chi tiết người ta chưa có biết đến, tại vì mới thấy trong 1 ngày 2 ngày này thôi. Nhưng mà người ta thấy là đã có biến thể, thứ nhất là rất là quan trọng là những cái thuốc antibodies, những cái thuốc kháng sinh kháng thể bây giờ mà cộng thuốc ngừa, nghĩa là ai thuốc ngừa mà vẫn bị, hay là những người mà không chích thuốc ngừa mà bị, thì vô nhà thương người ta có thể cho thêm thuốc kháng thể, là chích cái thuốc antibody vô thay vì chờ thuốc ngừa nó cho mình, có thể mình làm là cái chất kháng thể, thì người ta có thể làm cái kháng thể ta chích cho mình. Thì thấy mấy tháng nay thì những cái chất này có thể nó dùng để trị cái bệnh này được, nhưng mà bây giờ những cái chất đã có trên thị trường, trên thế giới bây giờ không có chống được con này. Con này nó đánh luôn cái chất kháng thể, nó không có chống luôn được cái chất này. Có thể vì vậy, tại vì như là nó biến hóa mutation, nghĩa là những cái con COVID mà đã yếu đi, đã bị chất kháng sinh giết nó đi, hay là chất ngừa ta chống lại nó, thì nó đã mất rồi. Bây giờ một cái thế hệ mới nữa, như là thế hệ thứ 3, thứ 4 trở lên, thì nó chống lại những cái thuốc trên thị trường đang có. Và thứ nhì là cái áo, thấy cái áo là bận gai dính cho cái tế bào chặt chẽ hơn, như là nhất là tế bào ở trong phổi mình, nên cái con này nó vô vòng mà nó vô tới cơ thể mình, nó bị người ta bị nhiễm vô thì vô nó sẽ dính vô cái phổi mình mà không có bám chặt hơn. Không, và nó bám chặt hơn, cũng như là nó, và nó sẽ lây nhiều hơn. Thì là một lần nữa là cái chất thuốc kháng sinh bây giờ không chống được nó. Thứ nhì, thuốc kháng thể, không thuốc kháng thể luôn, cái antibody thì nó không có chống lại được nó. Như những cái tháng tới lúc bây giờ thì những cái kháng thể khác, những cái biến thể khác thì có thể cái kháng thể chống lại được, nhưng mà cái thuốc, cái con này thì mới, nó không có chống lại được, thì có thể người ta phải tìm bào chế thuốc mới. Tuy nhiên nó dính cho cơ thể mình lâu hơn.
nó dính chặt chẽ hơn và không chống lại được nó, nhất là những cái tế bào trong phổi mình sẽ làm cái phổi nhanh hơn và lẹ hơn và mạnh hơn nữa và một vân vân, và nó sẽ lan tràn nhiều hơn. Nên bây giờ cái đó là chịu là cái chất lo ngại nhất, tại vì người ta cũng chưa biết là những cái thuốc ngừa trên thị trường hôm nay có thể làm được cơ thể mình cái chất là cái chất mà kháng thể mà chống được chưa, người ta chưa, cái đó người ta chưa biết. Nhưng mà ta vẫn khuyên là nên vẫn nên tiếp tục chích thuốc ngừa, tại vì ít nha những cái thuốc này cái con biến thể cũng kích thích cái hệ miễn dịch mới, dạ, khoảng chừng 9 nước thôi, nhưng mà ta vẫn tiếp tục thì cái, tại vì cái này rất là mới nên thật ra những cái nhà khoa học, những người y sĩ đâu ta chưa biết rõ, mà ta chỉ biết những cái điều quan trọng là một lần nữa là cái chất kháng thể nó không có chống lại được và nó dính vào tế bào trong phổi lâu hơn, vì vậy nó đưa đến cái sự tấn công mạnh hơn và sẽ lây lan lẹ hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ Châu rất là nhiều về khái quát hình thù nhân dạng của cái biến thể Delta Plus này, tức là một cái biến thể mới của COVID độc hại này mà người ta vừa phát giác. Thì bác sĩ đã cho một cái mô tả khái quát để mình hiểu được nó là ai. Thưa quý vị, trong lúc này đây chúng ta vừa nói tới biến thể Delta Plus xuất hiện ở 9 nước, thì ở Mỹ thôi đã ghi nhận 20% những ca nhập viện, 20% những người mắc COVID tại nước Mỹ lúc này đã có thể là có vướng cái biến thể Delta Plus rồi. Trong khi đó thì ở Ấn Độ ghi nhận tới nay là 40 ca mắc phải Delta Plus. Nhưng mà cái sự xuất hiện đầu tiên mà người ta truy dấu được đó thì có lẽ là ở châu Âu, Delta Plus lần đầu tiên được phát giác ở châu Âu hồi tháng 3 năm nay, tức là chỉ non 3 tháng trở lại đây thôi. Và sau 3 tháng này thì bây giờ nó đã xuất hiện ở 9 nước trên thế giới. Thì Trà My xin liệt kê cái danh sách mà người ta đã ghi nhận được là nó hiện bây giờ nó đã hoành hành tới đâu. Rất may là trong danh sách này chưa có Việt Nam, phải không thưa bác sĩ Châu? Hiện bây giờ thì Trà My đã mất cái tín hiệu của bác sĩ Châu, không biết quý vị. Dạ, vâng, cái danh sách 9 nước mà người ta đã ghi nhận và báo cáo có sự xuất hiện của Delta Plus này là có Anh, có Mỹ, có Thụy Sĩ. Phải không ạ? Nếu mà bà Trà My có thiếu sót gì xin bác sĩ bổ sung giùm. Có hình như là cũng có Trung Quốc, Nga, phải không ạ? Ấn Độ. Dạ. Rồi cái danh sách đó rất là dài, nhưng mà Trà My có nhớ sơ sơ là những cái nước lớn đó là tại vì những cái nước đó cũng là những cái điểm dịch, những cái tâm dịch trước nay. Nepal, Ba Lan, Nhật Bản, Bồ Đào Nha. Đó là thì hơi như chị Trà My nói là nó hơi nguy hiểm, tại vì mình thấy là không phải một cái châu nào bị, mà châu Á, châu Âu và những nước ở đảo như là nước Nhật Bản cũng bị, nghĩa là cái con này nó rất là di truyền, nó rất là lây lan truyền rất là nhanh. Và một cái lần như chị Trà My đã nói qua là thấy Mỹ đã thấy 20% đã bị, có nghĩa là rất là lo lắng. Tự nhiên những cái thuốc ngừa mà dân Mỹ, tại dân Mỹ bây giờ chích ngừa được nhiều lắm mà vẫn còn bị, thì có thể là thuốc ngừa nó không kịp hay là nó không có được ứng dụng nhiều cho chống con này. Những số người mới người ta đã chích ngừa rồi, đa số người Mỹ đã được chích ngừa, người ta có thể chống bệnh các con cũ. Nhưng mà cái biến thể mới này là bị, bây giờ thấy những cái ca mới là bị tới 20%, thì có thể là cái thuốc ngừa nó yếu đi, nó không có làm chống nổi con này. Dạ, yeah. Và Delta Plus, tại vì nó có cái chữ Delta rồi thêm cộng, thì mình không biết là nó dính dáng như thế nào tới Delta, biến thể Delta trước đây, thưa bác sĩ, vốn là phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ mà đã hoành hành rất là dữ dội. Trong tháng 4, tháng 5 vừa qua ở Ấn Độ, một cơn đại hồng thủy COVID đã cuốn đi bao nhiêu mạng người, trôi sông có, hỏa thiêu có, và chết chôn không kịp. Thì bây giờ Delta Plus này nó xuất xứ từ cái đột biến từ Delta, hay là nó nhân lên, nó gọi là biến thể từ đó, hay là nó như thế nào? Cái nguồn gốc của nó, dạ, theo cái điều tra của giới khoa học hiện nay thì thấy nó có liên quan, liên hệ như thế nào tới Delta? Yeah, trước thì cái làn sóng thứ nhì là cái second wave, là tấn công Ấn Độ, là đa số là thuộc con Delta, là một cái biến thể trước. Rồi sau cái con mới này thì người ta bây giờ người ta chỉ trong những nghiên cứu lúc đầu này thấy nó giống, nó thuộc về cái gia tộc của con Delta. Một lần nữa, như là một tháng rồi mình nói về Việt Nam, thì Việt Nam có là một biến thể mới, thì bên Việt Nam phải tưởng là đây một biến thể khác với Delta và cũng khác bên Anh Quốc, nhưng mà thật ra hội y tế của thế giới The WHO nói là nó giống, thuộc về biến thể Delta nếu khác một chút, thì con này cũng như vậy. Nhưng mà cái đặc biệt này là cái áo này nó hoàn toàn khác những cái áo gai của những con COVID trước đã bận, bởi vì về những cái thuốc bây giờ là thuốc ngừa không có được linh nghiệm chống lại nó, tại vì con thể mình đã không thấy cái áo này lần nào hết. Như cái này hoàn toàn mới lạ, nhưng mà nó bận một cái áo khác, có thể là giống thôi, nhưng mà
hoàn toàn khác, nên có thể mình những cái chất kháng thể mình không có nhận ra được nó. Những cái thuốc mà hôm nay trên thị trường đã có rồi, bên Mỹ, bên Hoa Kỳ là trên thế giới, thì thấy không có linh nghiệm, không có chống được con nó như là những cái biến thể mà mình đã có tới nay. Nên nó, nhưng mà những cái hội y tế thế giới là thấy nó thuộc về cái gia tộc của Delta, nên mới gọi là Delta, có thể tại vì nó mạnh hơn, nên tiếng Mỹ plus nghĩa là bự hơn, cộng lớn thôi, hơn và mạnh hơn, nên người ta là nói nó là thì rất là lo lắng. Dạ, thưa bác sĩ, có nhắc tới là cái thông tin từ Việt Nam, tức là trước đây khoảng một vài tuần Việt Nam có nói rằng là họ phát hiện một cái biến thể mà họ nghĩ rằng là nó lai giữa cái biến thể Anh và biến thể Ấn Độ, và họ gọi đây là biến thể lai. Nhưng mà sau đó WHO, Tổ chức Y tế Thế giới đã nói rằng không phải đó là biến thể lai, mà là vẫn là biến thể Delta, tức là vẫn là biến thể ở Ấn Độ đó. Nhưng mà họ tiếp tục nghiên cứu để xem coi cái biến thể Delta này ở Việt Nam nó có khác gì với biến thể Delta gốc ở Ấn Độ hay không. Và cái cuộc nghiên cứu đó chưa có cái hồi kết, tức là chưa có cái đáp án cuối cùng, cái kết luận chung cuộc. Nhưng nay thế giới đang hô toáng lên, đang gọi là cảnh báo về Delta Plus, thì cũng có rất là nhiều khả năng là cái mà Việt Nam đang phát hiện và chống chọi với có thể là Delta Plus chăng. Thì chúng ta còn phải chờ đợi thêm thời gian để mà giới nghiên cứu tại Việt Nam họ công bố kết quả như thế nào. Hiện bây giờ đã có 9 nước ghi nhận, và trong đó thì ở Anh họ đã ghi nhận trong số những cái ca bị mắc phải biến thể mới này, Delta Plus này, có 2 ca đột phá vaccine. Nghĩa là họ thấy cái Delta Plus này không chỉ là đột phá vaccine mà đột phá luôn cái tính miễn nhiễm tự nhiên của con người tạo ra chống chọi với virus. Và 2 ca đột phá vaccine này cho thấy là một cái sự khủng hoảng, vì hiện bây giờ vaccine đang theo đuổi với những cái COVID đời đầu mà còn chưa đủ 100% bảo vệ, mà bây giờ đã có Delta Plus, tức là khó khăn hơn rất là nhiều. Và đây là một cái câu hỏi khiến cho mọi người giống lên cái hồi chuông báo động là Delta Plus hiện giờ được xem là biến thể đáng quan ngại. Nếu như trước đây Delta được liệt trong cái danh sách đáng quan ngại, thì bây giờ Delta Plus lại là một biến thể đáng quan ngại mới, chồng chất từ quan ngại này tới quan ngại khác. Và với những cái ca đột phá vaccine ghi nhận tại Anh, thì thưa bác sĩ Châu, trong lúc mà mình định giới thiệu một cái thông tin mới là với cái biến thể Delta thì vaccine Pfizer và vaccine AstraZeneca đã có những cái loan báo ban đầu là họ có thể có hiệu nghiệm trên 90% chống lại Delta. Thì bây giờ với Delta Plus thì những cái vaccine mà công bố hiệu nghiệm 90% trở lên đối với Delta, liệu mình có kỳ vọng nó sẽ hiệu nghiệm luôn với Delta Plus hay không? Hay là ít nhất là cũng 50% không, thưa bác sĩ Châu, về phương diện khoa học? Phương diện khoa học thì cái đó là rất là đáng lo ngại, như chị Rami đã nói là trước khi bên Mỹ người ta thấy là những cái cuộc nhiễm mới là 20% là con Delta Plus, thì nghĩa là một lần nữa là những cái thuốc ngừa mà ta đã chích, nghĩa là mình chích thuốc ngừa vô thì cơ thể mình nó tự bào chế ra cái chất kháng thể, cái chất antibody tự chống lại, làm cho con người mình chống lại con kháng nguyên, cũng là trong vụ này là con COVID nó chống lại được. Nhưng mà cái này thấy nhiễm trùng lại nhiều hơn, thì có thể là những cái người đã được chích ngừa rồi mà cơ thể người ta vì một phần nào đó cái chất kháng thể, cái chất antibody con người mình nó làm ra nó không có chống lại nổi. Có thể nó chống được, mình chưa biết là bao nhiêu chống lại được, nhưng mà có thể là không có được linh nghiệm, có thể là yếu hơn cái thuốc những con chống lại cái con COVID cũ, những cái đời trước. Và người ta cũng biết là ngoài cái kháng thể tự cho con người làm ra, cái trong cơ thể mình làm ra, những cái chất kháng thể mình mà nhà hãng thuốc bào chế ra có hiện nay trên thị trường cũng không có chống lại được con này, thì là cái đó là rất là nguy hiểm. Bởi vì vậy mình rất là sợ, như chị Trần Mỹ đã nói ra là hai cái thuốc mà ngừa Pfizer, hãng Pfizer cũng AstraZeneca, nhận thấy cũng có các hiệu nghiệm chống con Delta là cũ, nhưng mà chưa có biết, người ta chưa có thử qua cái con mới này. Nhưng mà thấy tin tức thì một lần nữa thấy tin tức là ở Mỹ nó bị nhiễm hơn, mà nước Mỹ là nước có người ta chích ngừa nhiều nhất, thì Châu nghĩ là trên cái phương diện khoa học thì cái thuốc ngừa có thể không có được hiệu nghiệm bằng, mình hy vọng một chút hiệu nghiệm, nhưng mà có thể là không được hiệu nghiệm bằng trong tấn công lại con COVID này bằng trong cái biến thể Delta Plus này, như là những cái biến thể mà trước đây. Và những người dân phòng, y sĩ, bác sĩ, đồ những nhà khoa học cũng đang rất gấp rút đang bào chế những cái chất kháng thể mới, chất antibody mới để chống được nó. Tại vì những cái đồ thị trường như bên hôm nay có nhiều, cũng như là người ta pha nhiều thuốc chung với nhau, nhưng mà hiện nay bây giờ không có cái gì mà chống được con này hết.
Như quý vị cũng biết là trước khi lên chương trình này, trước khi nhận được cái thông tin mới thì chúng tôi định gửi đến quý vị một cái thông tin rất là vui, tức là Pfizer và AstraZeneca qua những cuộc thử nghiệm của họ đều thấy là vaccine của họ có hiệu nghiệm với Delta, biến thể Delta. Nhưng mà bây giờ với Delta Plus thì mọi cái dường như là chững lại và phải bắt đầu từ đầu để họ thử nghiệm xem cái vaccine của họ với Delta Plus nó như thế nào. Giới khoa học bắt đầu có một câu hỏi rất lớn và bắt đầu phải đi tìm câu trả lời giải mã cho những cái đáp án khó khăn này. Trong lúc này thì chính phủ các nơi trên thế giới, nhất là những nơi đã ghi nhận các ca Delta Plus đó, thì họ đã có cách phản ứng như thế nào? Theo sự ghi nhận của bác sĩ Châu, giới chuyên môn, giới khoa học và giới hữu trách, họ đang khuyến cáo và họ có những biện pháp đối phó như thế nào với biến thể Delta Plus, biến thể mới, thưa bác sĩ? Thật ra thì mình cũng rất là lo ngại, nhưng mà cũng đừng có lo quá, tại vì cả cái hệ thống y khoa trên toàn thế giới, không những nước Mỹ không mà trên toàn thế giới, người ta mấy từ một năm hơn nay người ta đã gấp rút là sẵn sàng mọi việc. Nên thì một lần nữa con biến thể Delta Plus, cái biến thể mới này nó bận cái áo mới, nhưng mà thật ra cái cuộc bào chế rồi, người ta đã biết có kinh nghiệm sẵn rồi, bây giờ ta chỉ tìm được cái áo, lấy cái áo này về rồi bào chế. Nhưng giống như nhiều chương trình qua mình đã nói là những người chích thuốc mà hai lần thì có thể là lần thứ ba mới cần, những người chích Johnson Johnson thì cần một lần thứ nhì, nghĩa là cái booster, nghĩa là một cái liều chích ngừa nữa, thì người ta sẽ gấp rút là bào chế cái liều chích ngừa thứ ba để kích thích thêm cơ thể mình có thể là chống được con cái biến thể mới này luôn. Mà cái đó tương đối là dễ dàng hơn, người ta chỉ lấy cái áo, người ta chỉ tìm được những người bị bệnh, người ta lấy con vi khuẩn này ra rồi coi nó cái áo như thế nào, người ta sẽ bào chế cái thuốc ngừa, cái booster, cái điều thứ ba cho những người chích Pfizer và Moderna, là ở châu Âu thì AstraZeneca, và những người Johnson Johnson thì chích liều thứ hai. Thì hy vọng là cái liều thứ hai, cái liều tới này sẽ giúp mình chống được con biến thể mới này luôn. Và trong lúc đó người ta cũng ráng tìm được những cái chất kháng thể mới tận chống lại nó. Nhưng mà tương đối thì không phải là như năm rồi mà tất cả thế giới đều hoang mang hết. Nhưng mà hiện nay những cái hãng thuốc, những cái nhà bào chế, những cái nhà thương đồ, người ta đã chuẩn bị. Thì có thể là đồ mới nhưng mà người ta sẽ làm, sẽ nhanh hơn. Nhưng mà thì cũng đừng có lo ngại quá. Tại vì cái hệ thống y khoa trên toàn cầu bây giờ đã sẵn sàng rồi. Nên trong nghĩ là sẽ chỉ trong vòng nay mai thì một tháng là người ta sẽ tìm ra cái mới, tìm ra phương tiện mới. Tức là trên cái nguyên lý cơ bản là mình đã có một cái gọi là cái mô thức sản xuất vaccine như thế rồi, mình chỉ điều chỉnh, người ta gọi là điều chỉnh vaccine hoặc là điều chỉnh cái công nghệ để có thể chạy theo, đuổi kịp những cái dòng biến thể mới không ngừng phát triển. Trong lúc mà chúng ta nói là Delta Plus đã xuất hiện ở 9 nước á, thì riêng cái Delta cũ nó đã xuất hiện ở 80 nước rồi. Là lần đầu tiên người ta nghe nói đến Delta là ở Ấn Độ, phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy không, chỉ vài tháng thôi đã xuất hiện ở 80 nước trên thế giới. Tức là cái sự lây lan nó rất là nhanh, mặc dù là cũng có những cái biện pháp không phong tỏa, có nhiều nơi bế quan tỏa cảng, có nhiều nơi cấm nhập cảnh, có nhiều nơi không có ra vô được, nhưng mà vẫn xuất hiện được. Có nghĩa rằng là không phải là cái sự lây lan này là do con người mang đi di truyền khắp nơi, mà có thể là do chính cái con virus ở tại cái địa phương đó từ từ nó biến chủng, biến thể, nó đột biến, nó thành ra như vậy, phải không thưa bác sĩ? Chứ không nhất thiết là phải con người mình mang đi cái đó từ Ấn Độ đi khắp các quốc gia. Đúng, thì trong giới các giới khoa học mới nghĩ rằng một lần nữa là dù cái biến thể này cũng mới biết trong vòng 2 ngày qua, 48 tiếng đồng hồ qua, nhưng mà đã thấy trên 9 nước thì nó vượt, không phải ở một cái nền lục địa nào mà cả qua biển, qua nó qua rất là lẹ. Nên như chị Trà Mỹ đã nói là rất là đúng, tại vì cũng như là những cái biến thể cũ thì người ta đã có thuốc chống lại nó, thì những cái con biến thể đó nó đã mất rồi, nó đã bị tiêu diệt, thì những đời sau còn sống sót lại thì nó tự ra một cái biến thể mới, nó tự vận, nó biết, nó bào chế là cái áo mới tự mình nó, cũng như con người ta cũng vậy. Một cái gì khó khăn thì một số người sẽ bị không có sống sót được, còn những người sống còn lại thì sẽ giỏi hơn và hay hơn. Cái đó là cái luật của khoa học. Nên những con biến thể mới này nó sẽ có thể là không phải là từ nước Ấn Độ mà đem qua đây, là những cái con đã có bên Mỹ và đã bị vaccine thuốc ngừa, hay là bị cái kháng thể mà người ta bào chế ra chống giết vào nó, thì những cái đời sau, những cái đời còn sống sót lại bây giờ nó tự nhiên nó biến thể ra cái loại mới, thì có rất là chuyện có thể là rất là đúng. Và cái sự nguy hiểm này một lần nữa là do cái biến thể, biến chủng, cái đột biến của nó ở cái gai.
cái đột biến ở cái gai cái lớp áo bên ngoài nó thêm đột biến. Lúc trước nếu như nó đột biến 1-2 thì bây giờ nó đột biến 3-4, ví dụ như vậy, nó đột biến thêm ở cái gai bên ngoài khiến cho nó có thể bám chặt vào những cái tế bào phổi hơn. Và nếu mà nó bám chặt hơn thì nó có cái gọi là cái cơ sở bám trụ lâu và nó có thể gây lây lan nhanh hơn, mạnh hơn, không có gì đẩy nó ra khỏi được, không có gì chống cứ nó được. Thành ra cái độ gọi là bền bỉ, cái độ mạnh của nó lại được phát huy nhiều hơn. Thưa bác sĩ Châu, như vậy thì ở trên khắp thế giới hiện nay đó, phần lớn dân chúng mà đã được vaccine là ở cái độ tuổi cao, tức là độ tuổi trưởng thành lớn từ 18 trở lên. Với những người chưa vaccine từ 18 tuổi trở xuống thì giới chuyên môn khuyến cáo như thế nào đối với cái biến thể Delta Plus lúc này thưa bác sĩ Châu? Tại vì họ chưa có đủ tuổi để chích vaccine chẳng hạn. Có những nơi đã chích được, ví dụ như ở Mỹ thì có những nơi là đã chích từ 12 tuổi trở lên rồi. Đối với những cái độ tuổi nhỏ, trẻ em v.v. mà chưa chích được vaccine đó, thì làm sao để có thể chúng ta bảo vệ các em, chúng ta bảo vệ những người mà không có vaccine hoặc là không có cái miễn nhiễm tự nhiên đủ mạnh trước cái biến thể mới này? Có cái cách nào đang được khuyến cáo thưa bác sĩ? Thì hiện nay cái vẫn còn cái cách, tại vì cả thế giới đa số chưa có được vaccine trừ Hoa Kỳ ra, nên người ta vẫn khuyên mình nếu phải cần phải cách ly 6-2 thước, cần phải mang khẩu trang, tránh những nơi công cộng, giống như những không có chuyện gì mà không những cái điều cần đó thiết. Mình đã khuyên gần một năm nay. Ở Mỹ thì trên 18 tuổi chích hồi xưa thì được chích, rồi sau đó thì nó giảm xuống 16 tuổi thì những trẻ em 16 tuổi trở lên được chích, và gần đây trong vòng 3 tháng qua thì trẻ em 12 tuổi thì được chích. Nghĩa là bây giờ đa số ở Mỹ người dân nào mà 12 tuổi trở lên thì đã được chích. Nhưng bây giờ mình đã nói qua là cái biến thể mới này, cái thuốc ngừa có thể không có được hiệu nghiệm bằng cái thuốc ngừa cũ, nên một trở lại mình cơ thể mình phải trở lại, ít nhất phải trở lại như là dòng đầu, là mình phải vẫn mang khẩu trang, rửa tay vân vân. Cái điều đó người ta vẫn khuyên mình làm, tại vì thật ra ở Hoa Kỳ và như là ở tiểu bang Texas có nhiều người bây giờ nhiều chỗ đã bỏ, không có còn cái luật mà phải mang khẩu trang. Người ta nói là mình muốn mang mình mang, mà mình không cần mang thì không cần mang. Nhưng mà tại vì những cái chuyện như vậy, những nơi mà chưa có thích ngừa thì cũng quý vị ai cũng phải nên tự cẩn thận như cũ, cũng phải rửa tay, mang khẩu trang, cách ly cách như này 2 thước và vân vân, và làm như chừng cũ. Tại vì càng ngày mình thấy những cái biến thể hả, mình trong cũng như cái phone, cũng như cái điện thoại cầm tay của mọi người, mình nhớ cái iPhone lúc 20 năm về trước nó không có gì hết, bây giờ nó đủ hết. Nghĩa là những cái thế hệ mới thì mỗi ngày nó càng tân tiến hơn, cũng như con người ta mấy ngàn năm về trước thì khác, bây giờ người ta mạnh mẽ hơn, cũng như con súc vật hay là con vi khuẩn này cũng vậy, bây giờ nó rất là mạnh, càng những cái thế hệ sau nó mạnh hơn thế hệ trước. Nên thì mặc dù là cái khoa học và giới y khoa vẫn ráng theo đuổi kịp nó, nhưng mà vẫn cũng còn thua, nhưng hiện giờ cũng còn thua. Mình chứ làm thải con ra con mới thì mình một vài tháng sau mình tìm được thuốc mới mình trị nó, nhưng mà nó tiếp tục nó sang con mới hoài, thì mình phải tiếp tục như cũ, phải đề phòng mọi việc. Dạ, thưa bác sĩ, có nhắc tới khẩu trang thì trong lúc này có một người đang theo dõi chương trình hỏi thăm là đeo khẩu trang có thật sự an toàn hay không? Vì sao trong bệnh viện các bác sĩ thường xuyên đeo khẩu trang mà vẫn mắc COVID như thường? Một thắc mắc của quý khán giả. Trước hết là một lần nữa là không có cái gì mà bảo vệ mình 100%. Cộng luôn thuốc ngừa, một lần nữa là chích thuốc ngừa xong mình vẫn có thể bị như thường. Nhưng mà trước hết là đeo khẩu trang phải đeo đúng, tại vì đa số như Châu nói là nhất là tiểu bang Texas, trước khi người ta bỏ thì đa số nhiều người đã mang trọc, nghĩa là người ta chỉ mang với miệng thôi. Cũng một phần là những cái bác lớn tuổi, những người bị bệnh phổi, người ta thở không được, người ta kéo xuống cái mũi để cái mũi thở, cái miệng thì che lại, thì cái vậy thì không đúng, tại vì cái mũi nó hít vô được. Nếu mình mang đúng thì người ta thấy là mang đúng đàng hoàng, mang cái mặt nạ đúng, cũng như là không phải là cái khăn thôi. Như ở một lần nữa ở Texas thì người ta mang cái đồ cái bằng như là cho nhiều khi lấy cái khăn, cái vải che lại, cái khăn, cái đó là không đủ, tại vì cô không được phải mang đúng cái khẩu trang, và khẩu trang phải được bào chế đàng hoàng. Có một số làm đồ giả hay làm đồ cái chất nó cái không có tốt, nên mình mang đúng, mang thì nó sẽ bảo vệ hơn 50%. Và dù sao thì ví dụ mình đi vào chợ đi, ví dụ có nhiều người ta ho thì mình có khẩu trang mình sẽ chống được, còn không có khẩu trang thì mình sẽ có thể cơ thể mình sẽ hít vô hết 100% những cái gì trong không khí. Có khẩu trang nó bớt được thì bớt được chút nào hay chút đó, thì nếu mình mang đàng hoàng mình vẫn còn cách ly đàng hoàng, mình vẫn còn rửa tay, thì cái cơ thể mình nhiễm trùng thì nó nhẹ hơn.
nhưng mà không có cách nào mà bảo vệ 100% hết. Cảm ơn bác sĩ Châu rất là nhiều. Và cái phương pháp đeo khẩu trang sao cho đúng đó, thì trong những chương trình đầu tiên chúng tôi đã nói từ đầu dịch tới giờ là phải đeo thật là sát, không có để một cái kẽ hở nào cả. Ví dụ như ở đây mà quý vị máng vào lỗ tai mà nó có một cái kẽ hở đây, virus vẫn có thể vào được như thường, hoặc là kẽ hở ở đây. Cho nên bây giờ khẩu trang người ta có một cái miếng kẽm ở đây để kẹp sát cái mũi, và mình để cho nó thiệt là kín. Trên cái khẩu trang người ta còn khuyên là nên đeo một cái mắt kính nữa thì càng tốt, tại vì con mắt cũng là một cái đường lây nhiễm virus rất là dễ dàng. Trong mắt của mình có nước mắt chảy ra, không khí tạt vào, như vậy thì là virus nó đi vào con đường mắt, cũng không có gọi là thua kém gì với lại con đường mũi, hô hấp và miệng đâu thưa quý vị. Thành ra phải che mắt luôn bằng kiến và che khẩu trang thật là sát. Và có nhiều người cẩn thận hơn thì là hai lớp khẩu trang nữa, một lớp khẩu trang vải, một lớp khẩu trang y tế, nếu môi trường mình phơi nhiễm nó có nguy cơ cao, ví dụ như bệnh viện hay gì đó, rồi người ta còn có thêm một cái lớp plastic ở ngoài. Thời kỳ mà đại dịch đầu tiên chưa có thuốc men, con người chưa có cái công cụ võ khí gì để chống chọi, người ta còn đem cả gọi như là một cái nồi cơm điện, như là một cái người hành tinh, cả một cái khung kính, dạ, người ta lồng vô để tránh không còn một cái khe hở nào. Là quý vị thấy là virus nó đi, mình không thể thấy được trong không khí mà, cho nên nó rất là nguy hiểm, chứ không phải là đeo khẩu trang một cách lơ là, kéo lên kéo xuống như vậy mà được. Nhiều khi mình lúc mình kéo á, cái phần ở ngoài nó đã bị nhiễm trùng rồi, mình kéo cái tay mình lại đụng chạm vô là từ đó nó đi vào trong cơ thể mình mà mình không biết. Đúng ra là người ta khuyên là đã đeo khẩu trang rồi là không có xê dịch, không có kéo lên kéo xuống, cho tới khi nào mở ra hẳn thì mở từ hai bên này, kéo thẳng ra như vậy và quăng luôn, đừng có dùng lại. Và nếu như mà mở ra như vậy, đừng có để cái tay chạm vào cái mặt tiếp xúc bên ngoài để không có bị dính virus, nếu như cái khẩu trang của mình nó đã bị ô nhiễm rồi. Thành ra cái cách đeo khẩu trang cũng rất là quan trọng, không phải là mình đeo là nó bảo vệ được mình đâu, mà mình phải đeo đúng khẩu trang và khoảng cách nữa. Thì bây giờ chỉ có những cái phương thức đó là những cái phương thức gọi là an toàn tối thiểu, để mình cách xa khoảng cách, gọi là cách xa được cái mầm bệnh càng nhiều càng tốt thôi. Chứ thuốc men thì chạy theo không kịp, đã không đủ mà còn không kịp nữa. Ngay ở nước Mỹ mà quý vị thấy là vaccine hàng đầu trên thế giới dư giả, và cái tỷ lệ tiêm chủng cũng rất là nhanh. Người dân Mỹ bây giờ gần 50% đã được vaccine rồi, mà vẫn ghi nhận những cái ca của Delta Plus, biến thể mới. 20% những ca nhiễm tại Mỹ bây giờ là Delta Plus. Có nghĩa là vaccine cũng không phải là công cụ bảo vệ có ý nghĩa lắm đâu. Nó chỉ là một phần nào thôi. Cái sự an toàn, cái sự bảo vệ nó cũng hạn chế. 90% so với Delta hoặc là so với COVID đầu thôi. Chứ còn Delta Plus bây giờ thì chưa ai đo đếm hay là cân đo được cái độ bảo vệ nó như thế nào. Và người ta nói rằng là vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định, xác định về Delta Plus. Tại vì mới phát hiện thôi, người ta vừa cảnh báo trên khắp thế giới, và người ta phải có thời gian để nghiên cứu xem những cái phương thức ứng phó như thế nào, xem cái sự nguy hiểm, nguy hại ra làm sao. Và cái số ca mà nó càng nhiều đó thì người ta sẽ đối phó nó càng chặt chẽ hơn. Thì bây giờ cái số ca nó cũng còn ít, cho nên là chưa có phong tỏa, chưa có cái gì gọi là gắt gao. Nhưng nếu như mà cái số ca nhiễm nó nhiều, nhập viện càng cao, thì mọi chuyện nó lại trở lại như cũ. Những từng đợt sóng, hết làn sóng này tới làn sóng khác, chúng ta chưa thoát ra khỏi cơn đại hồng thủy COVID đâu thưa quý vị. Nhất là những nước mà chưa có vaccine như ở Việt Nam. Thưa bác sĩ Châu, ở Việt Nam thì hiện bây giờ là vaccine thì còn rất là thiếu, và cũng chưa có gọi là có vaccine của Mỹ Pfizer Moderna nữa, mà đang dùng AstraZeneca hoặc là những loại vaccine của Nga và Trung Quốc. Thì lời khuyên của bác sĩ lúc này, nhất là trong tình hình phát hiện thêm Delta Plus đó, thì bác sĩ sẽ khuyên những người dân ở Việt Nam chống chọi với COVID như thế nào? Dạ, trước hết mình trở lại là câu hỏi mình phải mang khẩu trang đúng, tại vì cái thời mà hồi xưa hồi nó mới ra đó, người bác sĩ mà vô mà thì bệnh những người có bệnh COVID, người ta đeo mặt nạ xong rồi cho cái một cái chất màu trong cơ thể, trong cái thở của mình, rồi vô cái phòng thí nghiệm mà mình thở mà thấy chất màu nó bay xung quanh đó, nghĩa là cái mặt nạ nó, cái khẩu trang nó không có đúng, ta phải đo lại vì rất là chặt chẽ. Rồi một phần người ta có thể khuyên mình có thể xài được, nếu mình thấy được cái mình sao một chất mỡ, chất Vaseline, cái chất mà làm cho cái da mình nó bớt khô á, thì nên có chất lên thì cái mặt nạ nó sẽ dính vô chặt chẽ hơn nếu quý vị muốn mang cái đó. Rồi một lần nữa là cái thuốc ngừa nó không có chống, nó không có giúp mình khỏi bị nhiễm trùng, nó chỉ giúp mình là nếu bị nhiễm trùng cơ thể mình sẽ bào chế lẹ hơn hay là sẵn sàng chuẩn bị nhiều hơn để chống lại nó, nên cái nó chỉ giúp cho mình cái sự tử vong và những cái sự mà nhiễm trùng nghiêm trọng nó bớt được thôi, chứ nó không có giúp mình không có bị nhiễm. Mình sẽ bị nhiễm, có người bị nhiễm mà không có triệu chứng, nhưng mà nếu mình bị nhiễm thì cái cơ thể mình nó sẵn sàng, như là mình không có chết, không có sự tử vong, mình như là cũng không có nguy hiểm
cũng như chất nguy kịch, tức là nó sẽ giảm tử vong, giảm sự nghiêm trọng thôi, rồi nó sẽ giúp như vậy. Nên những nước mà như Việt Nam bây giờ chưa có thuốc ngừa, một lần nữa là hai những ba những thuốc ở Mỹ, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và thuốc AstraZeneca bên người ta xài bên châu Âu thì thấy rất là hiệu nghiệm, nhưng là hơn 90%. Còn thuốc mà quý vị đã nghe một vài tin tức là thuốc của Trung Quốc bào chế thì chích vô, có rất là nhiều nước trên thế giới được Trung Quốc đưa thuốc chích ngừa mà vẫn bị nhiễm, vẫn bị nhiễm trùng, thấy các ca nhiễm trùng nhiều hơn. Thì ta nghĩ những cái thuốc Trung Quốc có thể không có hiệu nghiệm bằng những thuốc đã bào chế ở Hoa Kỳ, và một loại thuốc khác ở Ấn Độ là thuốc Covaxin thì nó cũng có thể là không có hiệu nghiệm bằng. Nghĩa là bây giờ loại thuốc bên Nga, thì chỉ nói là hiệu nghiệm mà không có bằng chứng, như là không có bằng chứng, không có, chưa có cái cuộc nghiên cứu mà đem ra hết, không phải là cái không là có minh bạch về cái dữ liệu, người ta chưa có không phải là nói là nói nó không đúng, nhưng mà chưa có những cái minh bạch gì. Trung Quốc, bên Ấn Độ và bên Nga thì những cái đó là không có nhiều nghiên cứu nhiều bằng cái thuốc bên làm ở Mỹ, là thuốc Pfizer, thuốc Moderna, Johnson & Johnson và AstraZeneca. Nên những người mà chưa có những cái loại thuốc này, hay những người nào mà đã được chích thuốc của Trung Quốc, thuốc của Nga là thuốc của Ấn Độ thì cũng nên chích, tại vì nếu mình không có sự chọn lựa thì mình cũng chích, mà mình vẫn tiếp tục cách ly, vẫn tiếp tục như chị Trà My đã nói là phải mang mặt nạ tốt đàng hoàng, nhằm như theo phương cách nhưng mà đã làm từ hồi năm rồi. Nên hiện bây giờ cũng còn rất là nguy hiểm, người ta vẫn còn mất tử vong chết vì cái bệnh này rất là nhiều. Nên những nơi chưa có thuốc, hay là chưa có thuốc Mỹ hay là chưa có thuốc Hoa Kỳ thì cũng nên tiếp tục cẩn thận. Tức là có còn hơn không, tức là vẫn là vaccine thì cũng cứ chích đi, rồi sau đó thì mình vẫn tiếp tục coi như là bảo hộ phòng vệ như cũ, tức là càng cẩn thận càng tốt. Chứ bây giờ nếu mà kén vaccine thì cũng rất là khó khăn. Tại vì vaccine nó cũng đem tới cho mình cái sự miễn nhiễm cộng đồng, mà càng nhiều người chích thì cái dịch bệnh, cái COVID nó càng bị đẩy lùi. Thành ra cũng có cái sự ngần ngại thật. Tại vì đối với AstraZeneca là một cái vaccine ở châu Âu mà còn ghi nhận báo cáo hết ca này tới ca khác biến chứng vaccine. Thành ra huống hồ chi nói tới vaccine của Nga hoặc là Trung Quốc, là những cái vaccine mà không có đủ cái cơ hội để người ta tiếp cận minh bạch về dữ liệu, để người ta so sánh, nghiên cứu. Như quý vị thấy Pfizer, Moderna ở Mỹ, tất cả những cái vaccine ở phương Tây này nghiên cứu liên tục, hết cuộc nghiên cứu này tới cuộc nghiên cứu khác, hết nơi này tới nơi khác, và họ làm trên quy mô rất là lớn và họ minh bạch từng giờ từng phút. Thành ra đó đã tạo nên một cái lòng tin ở cái tính hữu hiệu của vaccine, cũng như là sau khi họ triển khai thì là ghi nhận báo cáo bao nhiêu ca, phản ứng phụ, phản ứng song hành như thế nào đã báo cáo rất là rõ ràng. Đối với những cái vaccine mà không có báo cáo gì mấy thì cái lòng tin, cái độ tin cậy nó thấp hơn. Không ai có thể nói là nó tốt hơn, nó dở hơn, nhưng mà người ta không tin cậy nó là vì nó không có được minh bạch, nó không có được nghiên cứu rộng rãi và quy mô. Thì đối với vaccine của Astra thì quý vị thấy ở Việt Nam đã có thêm một ca tử vong, một thanh niên 26 tuổi, tuổi rất là trẻ, tử vong sau 39 giờ tiêm vaccine AstraZeneca. Và cái ca tử vong này thì người ta cũng đang điều tra xem cái nguyên nhò như thế nào. Nhưng mà phần lớn các nước trên thế giới họ đã khuyến cáo là chớ nên dùng Astra cho những độ tuổi trẻ. Có nước thì họ khuyên là cho 50 tuổi trở lên, có nước thì họ khuyên là 65 tuổi trở lên hãy chích Astra. Vì họ thấy là những cái lứa tuổi trẻ đó thì có cái nguy cơ bị đông máu, bị huyết khối, bị tiểu cầu thấp nhiều hơn sau khi tiêm Astra so với những người lớn tuổi. Thành ra Astra ở những cái nước châu Âu bây giờ họ dành cho những người cao niên, 65 tuổi trở lên, nhất là những người không còn trong độ tuổi kinh nguyệt đối với phụ nữ đó, thì nó sẽ bớt đi cái nguy cơ về huyết khối. Có những nước từ 50 tuổi trở lên, nhưng mà có những nước khác á, ví dụ thiếu thốn vaccine quá thì họ vẫn tiêm đại trà luôn. Thành ra những cái lứa tuổi trẻ cũng nhận Astra như thường. Và ở Việt Nam thì những cái ca tử vong vì Astra đó, không phải vì Astra mà sau khi tiêm Astra mà bị, có ca bị sốc phản vệ và có ca bị những cái phản ứng phụ, thì hầu hết là những ca tử vong ở độ tuổi trẻ. Những lứa tuổi trẻ ở phía dưới 40 là có những cái biến chứng sau khi tiêm vaccine. Tuy nhiên những cái ca biến chứng thì nó cũng nằm trong một cái tỷ lệ chung mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như cái hãng Astra họ có công bố, là đó là cái tỷ lệ chung sơ xuất, gọi là rủi ro chung đối với vaccine. Ở nơi nào cũng có, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vì không có gì 100% cả. Nhưng mà quý vị là những người tự biết cái sức khỏe mình như thế nào, mình chống cái gì, mình có nguy cơ về máu đông, máu loãng như thế nào thì mình cẩn thận hơn hết. Chứ lời khuyên chung của mọi người, của giới chuyên môn là có vẫn còn hơn không. Tức là vaccine vẫn lợi nhiều hơn hại,
Nhưng mà hại với từng người nào, thì cái đối tượng người nào mà có cái tiền sử về bệnh hoạn liên quan tới máu á, thì họ cẩn thận hơn phải không thưa bác sĩ Châu? Chứ bây giờ không có cái lời khuyên nào khác hơn. Dạ, chị Trà My nói rất là đúng. Tại vì mình, như là một lần nữa là cái thuốc AstraZeneca cũng như thuốc Johnson Johnson ở Hoa Kỳ thì nhất là tránh những người phụ nữ trẻ, như chị Trà My đã nói là thời kỳ có kinh nguyệt. Còn ngoài ra thì người ta tính là như chị Trà My đã nói là có vẫn là tốt hơn. Tại vì mặc dù những cái vaccine AstraZeneca hoặc Johnson Johnson nó có nhiều cái nguy cơ hơn so sánh với vaccine Pfizer, Moderna hay là hai cái đó, nhưng mà cái sự đó vẫn còn ít hơn. Còn trên lý thuyết y khoa thì cái sự nguy cơ nó còn rất là ít, nên người ta vẫn khuyên mình nếu chích được thì mình vẫn phải chích. Và còn hơn là những cái này ta nói ra, như là những cái thuốc bào chế ở châu Âu hay châu Mỹ thì cái tốt cái xấu gì cũng được nghiên cứu chặt chẽ và minh bạch, như chị Trà Mẹ đã nói là đưa ra cho mọi người khám nghiệm và nghiên cứu. Còn những cái thuốc bên Trung Quốc hay là thuốc bên Nga thì những cái xấu tốt gì, cái tốt thì ta nói ra, còn cái xấu mình không bao giờ nghe một cái sự nào mà về Nga hay là Trung Quốc, có thể là không có thật nhưng mà cái chuyện mình không, người ta không có tin được, tại vì thuốc nào cũng sẽ có cái nguy cơ của nó, mà không nghe mấy người bên Nga hay là mấy người bên Trung Quốc đã đưa ra tin tức gì hết, nên người ta cũng còn thắc mắc một vài. Mà một lần nữa, nếu không có được chọn lựa thì mình chích cái đó vẫn tốt là không chích, tại vì dù sao cái sự nguy cơ vẫn còn rất là ít. Tại vì mình thấy thì không biết tin tức có đúng không, thì bên Trung Quốc thật ra nó không có nhiều bằng lúc năm rồi, hay là thấy tử vong Trung Quốc cũng, tôi nghĩ là nếu có, mặc dù chính phủ có thể giấu đi, nhưng mà tại vì ở thời buổi này trên cái mạng thì sẽ có nhiều người biết, nhưng mà mình không có thấy nhiều sự tử vong ở Trung Quốc. Thì có thể là có, mà người ta không nói, nhưng mà tương đối cũng còn là ít. Nhưng một lần nữa mà những nước bên Việt Nam, những nước bên Phi Châu, những cái thuốc ngừa nào có còn không, và nên cũng nên chích. Dạ, bác sĩ có nhắc tới dạ, những cái ca phản ứng phụ là vaccine nào cũng có hết, mà tùy là có nhiều hay có ít thôi. Pfizer, Moderna vẫn có những ca phản ứng phụ như thường. Dạ, nhưng mà cái độ nguy kịch nó không cao bằng, tức là không có nhiều ca tử vong, không có nhiều ca biến chứng nặng. Huống chi là vaccine của Nga hoặc là của Trung Quốc, chắc chắn sẽ có những cái ca nguy kịch hoặc là biến chứng hoặc gì đó, phản ứng phụ gì đó mà không có thông tin. Thành ra người ta nghi ngờ là vì không có đủ thông tin minh bạch thôi. Chứ còn cái sự hiệu nghiệm thì, thưa quý vị, nếu mà họ đã triển khai trên cái diện rộng như vậy thì cũng phải có hiệu nghiệm tới mức nào đó chứ, đúng không? Nhưng một lần nữa, mình phải tự coi cái bản thân mình, cái sức khỏe của mình có những cái yếu tố tiền sử gì, bệnh tật của mình liên quan tới máu. Tại vì những cái ca biến chứng mà mình thấy nguy kịch liên hệ tới vaccine là máu đông hoặc là máu loãng thôi. Thành ra những người có những cái cơ địa hoặc là những cái tiền sử bệnh tật liên quan tới máu thì nên cẩn thận. Còn đối với những cái thành phần dân số chung khỏe mạnh bình thường thì không quá lo lắng, vì họ vẫn nói là những ca biến chứng vì vaccine á, gọi là hiếm thấy trên tỷ lệ hàng triệu, chứ không phải là nó hàng trăm ngàn hay là hàng chục ngàn, cho nên quý vị cũng không có quá lo lắng. Dạ, câu hỏi của Mimi Nguyễn là có thai thì có nên tiêm ngừa COVID hay không, có nên tiêm vaccine cho dù là vaccine bất cứ của nước nào hay không đối với phụ nữ mang thai? Trên câu hỏi mình có nhiều đã hỏi, mình đã nói qua trong nhiều chương trình trước và có nhiều người bác sĩ tham gia. Nên một lần nữa, theo những gì mình có hiện bây giờ thì cái thuốc Pfizer, Moderna hay là Johnson Johnson ở Hoa Kỳ, người ta đã không có thấy những cái nguy cơ nguy kịch mà xấu những người mang thai. Nên còn những thuốc khác thì thật ra không ai biết được, tại vì bên Trung Quốc và bên Nga hay là bên Ấn Độ, người ta chưa có đưa ra cái kết quả của những cuộc nghiên cứu mà mình không biết được. Nên còn những cái thuốc mà bào chế ở Hoa Kỳ thì người ta đã thấy đã được chích cho người phụ nữ có thai thì không có thấy một cái sự nguy cơ nào mà rất là nặng nề hay là tử vong mà người ta tới đến nỗi mà người ta phải khuyên đừng nên. Nên ta vẫn nên, người ta vẫn khuyên mình là nên chích. Mà một lần nữa, tùy người phụ nữ, ví dụ mà người mẹ hay là có thể ở nhà mà không có phải đi đâu, hay là không có nhiều, không phải làm công y tế, không có sự nguy cơ nhiều, thì muốn không chích thì cái vẫn cách ly và ở nhà. Tại vì thật ra không ai biết được những cái sự việc này, những cái thuốc này nó rất là mới. Còn cái cuộc sống của đứa bé, có thể là người mẹ thì không có sao hết, mà đứa bé mình chưa biết được. Tại vì đứa bé tới, cũng như bên Mỹ, mỗi lần làm cái gì cho đứa bé thì tới 18 năm sau, như là muốn kiện thưa cái gì thì đứa bé được
trong vòng 18 năm đầu như là tới tuổi trưởng thành vẫn có thể đến trở lại thưa cái hãng thuốc nào là cho thuốc trật, thưa người y sĩ nào làm trật, vân vân, thì người ta cái cuộc sống của đứa bé nó còn rất là nhiều mình chưa biết được. Nên thật ra không có ai mà có thể 100% mà bảo đảm hết, tại vì những cái chất là mới. Nên một lần nữa là người, nếu người mẹ đang có thai mà không có thấy nguy cơ mình ít, không có phơi nhiễm thì nên ở nhà và tiếp tục không chích vaccine cũng có lý, cũng như là không phải là xấu, và tránh, nhưng mà trong trường hợp đó thì một lần nữa phải cách ly, phải cẩn thận và phải tránh giao thiệp với ông bà như là những người xung quanh. Ở Việt Nam thì họ áp dụng cái quy tắc gọi là quy tắc 5K đó. Đó, thì ra là đối với ở đây thì mình gọi là những cái quy tắc bảo hộ, bảo vệ, phòng vệ bằng vệ sinh cá nhân và giữ khoảng cách. Dạ, còn nếu như những người thai phụ đó mà là những người phải đi ra ngoài bươn chải, phải tiếp xúc xã hội nhiều, phải làm việc, vân vân, thì cái nguy cơ rủi ro nó cao hơn thì cũng nên chích vaccine đi. Đó là cái lời khuyên của giới chuyên môn nhìn chung. Tại vì ở phương Tây đó thì họ cũng chích cho thai phụ. Họ vẫn ghi nhận là có cái sự bảo vệ lẫn người mẹ và lẫn đứa con luôn. Dạ, không có một cái gọi là báo cáo nào đáng lo ngại cho thai phụ để trong cái vấn đề là chích vaccine hay không. Trời mới nhớ duy nhất chỉ có một ca ở Brazil là họ chích cái vaccine Astra, thưa quý vị, cho một cái thai phụ và cái người thai phụ đó tử vong không lâu sau khi nhận cái vaccine Astra. Và Brazil ngay sau cái ca tử vong đó là ngưng luôn, cấm không được tiêm vaccine Astra cho thai phụ. Đó là một cái quy định ở Brazil sau khi mà họ ghi nhận một ca tử vong nơi thai phụ nhận được vaccine của AstraZeneca. Thì đó là những thông tin mà chúng tôi có được, chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Và cái sự quyết định của quý vị từng bản thân cá nhân thì hoàn toàn tùy thuộc vào cá nhân của quý vị và cái người chăm sóc sức khỏe, bác sĩ gia đình cũng như là bác sĩ sản phụ khoa của quý vị nhé. Dạ, câu hỏi của một người bạn đang theo dõi chương trình, thưa bác sĩ, là nếu như cái người đã trị hết bệnh COVID rồi thì người đó có thể bị COVID lần hai không, thưa bác sĩ? Câu hỏi của Phi. Câu trả lời đúng là có thể bị, nhưng mà người ta đã nghiên cứu và thấy rất là cái cơ hội rất là ít. Nên mình bị một lần đầu, cơ thể mình đã làm cho rất ra rất là nhiều chất kháng thể để chống lại, nên cái cơ hội bị nhiễm trùng lần thứ nhì cũng rất là ít. Và những người nào đó là một chuyện vui, những người nào mà thoát được đó, thì người ta đã có cái chất kháng thể, người ta sẽ chống lại mạnh mẽ hơn, nghĩa là lần thứ nhì ít bị nhiễm trùng, khó bị nhiễm trùng hơn, và nếu bị nhiễm trùng thì bị nhẹ hơn. Dạ. Câu hỏi tiếp theo là những người dưới 30 tuổi không nên tiêm vaccine AstraZeneca, có đúng không, thưa bác sĩ? Thì bây giờ thật ra thì một phần như là như chị Trà My đã nói, cái chuyện mà người phụ nữ đang thai ở bên Brazil hay là người phụ nữ trẻ, nghĩa là người ta nghĩ tại vì những người phụ nữ mà chưa có tắc kinh nguyệt thì vẫn còn chất estrogen và nó đụng với máu vô, thì cũng như mình uống thuốc ngừa thai vô thì những người phụ nữ uống thuốc ngừa thai rất là dễ bị đông máu, dễ bị hơn những người khác. Những cái uống thuốc ngừa thai thì chắc là ít, nhưng mà có một số uống thuốc ngừa thai thì ta sẽ cho mình biết là có thể cơ hội bị đông máu, nguy cơ đông máu cao hơn. Cái nguy cơ đông máu thì mình chưa biết là tại vì sao, nhưng người ta nghĩ về một phần là tại vì một cái hormone, những cái kích thích tố cơ thể người phụ nữ, nó nhất là người phụ nữ đang có thai thì những cái chất cao. Hormone nó ra rất nhiều, nên người ta khuyên mình là nó sẽ đụng chạm với cái thuốc loại AstraZeneca hay là Johnson & Johnson là mình cái chích. Thì người nam thì mình đã nói chương trình trước đây cũng ở Mỹ cũng Hoa Kỳ cũng có, mà bên Việt Nam bây giờ cũng có. Nên mình còn trẻ thì có thể là nếu mình theo trong nghĩ một lần nữa là cái nguy cơ về cái vaccine nó còn rất là ít. Nếu mà là người nam mà chỉ 30 tuổi mà mình không có tiền sử bị dị ứng hay thì bị chích chích rất là nặng, và mình cũng đang khỏe mạnh và không có sự lựa chọn khác, thì nếu là đông châu thì cũng nên chích. Yeah. Tại mình nếu mình không có sự lựa chọn, nếu mình có sự lựa chọn như ở Mỹ thì bây giờ ở Mỹ thì cũng hơi buồn là ở Mỹ thì quá dễ, tại mình có thể bước vô nhà thuốc tây hay bước đến chỗ nào thuốc mình muốn thì mình chích, mình không muốn mình không thì mình đi tìm thì mình đi cái chỗ khác. Nhưng mà có nhiều nước trên thế giới vẫn không có được cái quyền lựa chọn. Nhưng mà cái cuộc dịch này nó rất là, như chị Trà My đã nói, là đại hồng thủy, nên nó rất là nguy hiểm. Nên nếu là người nữ thì cho khuyên là không nên, nhưng mà người nam mà không có tiền sử, không có bị bệnh gì nặng hết thì cũng nên chích AstraZeneca. Dưới đây là sự lựa chọn duy nhất. Dạ, không có cái tiền sử, như bác sĩ nói là không có cái tiền sử về máu đông, máu loãng, và cũng không có tiền sử về dị ứng rất là nặng. Yeah.
Dạ, thì mình chích cũng không sao, nhưng mà những người có tiền sử đó thì nên cẩn thận, cảnh giác. Và phụ nữ thì vì cái estrogen, cái kích thích tố nữ đó, nó có liên hệ gì đó với lại cái vaccine này, cho nên có rất là nhiều ca người ta báo cáo là chích vaccine Astra xong thì lại bị những cái phản ứng phụ từ nhẹ tới nặng. Thành ra những người phụ nữ mà dưới 30 tuổi và có tiền sử về máu đông, máu loãng, cộng thêm cái kích thích tố nữ cao, rồi cộng thêm là nếu như có thêm cái dị ứng nặng nữa thì nên tránh, dạ, thì nó tốt hơn. Thì đó là mình biết là những cái yếu tố nguy cơ, những cái sự liên hệ để mà mình tự cân đo đong lường cho cái cá nhân của mình, tại vì không ai giống ai, từng cơ thể nó cũng khác nhau nữa quý vị, không thể có một lời khuyên chung. Dạ, câu hỏi là vaccine ngừa COVID này là có thể tiêm cho trẻ em 12 tuổi không thưa bác sĩ? Hiện nay ở Mỹ thì chỉ có thuốc vaccine hiệu Pfizer là được chích cho trẻ em 12 tuổi trở lên, nghĩa là tất cả cho mọi người 12 tuổi trở lên. Và hãng Pfizer cũng đang nghiên cứu những người trẻ hơn 12 tuổi, từ khoảng chừng 1 đến 6 tuổi, và từ 6 tuổi đến 12 tuổi. Cái cuộc nghiên cứu chưa có công báo gì, nhưng thì bây giờ người ta chưa có chích những người nào dưới 12 tuổi, nhưng cái hãng Pfizer thì được quyền xài vaccine của hãng Pfizer 12 tuổi trở lên. Những cái hãng khác có thể được, có thể không, nhưng mà cái cuộc nghiên cứu chưa có kết quả nên người ta chưa có dùng cho những trẻ em dưới 12 tuổi. Ở Mỹ thì đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em Chỉ trên có 12 Pfizer. tuổi. Đã tiêm chủng cho các em cách đây cũng mấy tháng rồi. Hiện bây Dạ giờ đúng. là từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng tại Mỹ. Xin hỏi bệnh huyết áp cao có nên tiêm ngừa COVID hay không thưa bác sĩ Trần Ngọc Bích? Dạ, chắc là nên tiêm ngừa. Mình nói một lần nữa là những người bị huyết áp cao, bị tiểu đường, như là những người tiền sử có bị bệnh tim mạch, bệnh phổi, tiểu đường, huyết áp cao, mỡ cao, như là những người cao niên khoảng 65 tuổi trở lên, là nguy cơ mình cái cơ thể mình đã bị viêm lâu dài lâu rồi, thì rất là yếu đi một phần cái hệ thống miễn dịch mình, nên những người đó phải nên được khuyên là phải cần chích vaccine. Nếu mà không, có một lần nữa, như một người khác là không có tiền sử mà dị ứng nặng nề hay một cái vấn đề nào khác thì nên chích, tại vì đó là một trong những cái việc làm cơ thể mình yếu đi: huyết áp cao, tiểu đường, mỡ cao, bệnh tim mạch, bệnh phổi, bệnh thận, Béo phì. béo phì. Đúng rồi. Dạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là đang dùng thuốc ngừa thai thì có nên tiêm vaccine của AstraZeneca ngừa COVID hay không? Dạ, theo tôi nghĩ cái đó thì không ai biết được, nhưng mà theo Châu nghĩ là không, nghĩa là không, tại vì mình không uống thuốc ngừa thai là mình đã bị cơ hội là bị, tôi nghĩ là người phụ nữ, tại vì Việt Nam không uống ngừa thai, thì người phụ nữ mà đang có kinh nguyệt thì trước hết là không nên chích AstraZeneca hay là thuốc Johnson Johnson. Mà người phụ nữ mà đã uống thuốc ngừa thai thì đã có cái nguy cơ là bị đông máu, nên càng không nên chích thuốc AstraZeneca. Câu hỏi tiếp theo là người phụ nữ đang mang thai mà bị nhiễm COVID rồi thì cái em bé trong bụng có bị nhiễm COVID luôn không? Theo ý kiến y khoa thì đứa bé trong bệnh sẽ bị nhiễm COVID, nhưng mà cũng như là một đứa trẻ, như nó nói là nếu mà còn trong cơ thể mình, cái hệ thống miễn dịch của con người nó có nhiều cái hệ thống lắm, người ta chích vaccine ra chính là làm ra cái kháng thể mà loại B là trong cơ thể mình, như mình nói nhiều lần nhiều qua, trong cái bào bào thai của người mẹ cho người em bé thì có nhiều chất chống với nhau, nó có T killer cell, nó có rất là nhiều cái hệ thống nó rất là mạnh, nên đứa bé có thể là không phải Được bảo là vệ nếu mà nhờ cái thử kháng máu thể. và nhưng mà được bảo vệ rất là chắc chắn, nên nên bị mà thấy mình không có lo lắng bằng, mình chỉ sợ là người mẹ bị, mà vì vậy cái cơ thể người mẹ yếu đi, không có nuôi được cái bào thai 100%, như là không có bị miễn dịch, thì người đứa bé sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp là như vậy. Chứ còn về cái phần mà bị nhiễm thì có thể đứa bé bị, nhưng mà cái hệ thống bảo vệ nó rất là mạnh mẽ, mình chỉ sợ người mẹ yếu thôi. Những cái tế bào T từ người mẹ truyền sang cho con rồi Trong sự đề cái kháng, bào thai nó rất là mạnh. thì nếu mà em bé có bị nhiễm COVID vì người mẹ nhiễm COVID mà người mẹ bị nhẹ thoát được thì cũng không sao, nhưng nếu mà người mẹ bị nhiễm COVID mà nguy kịch phải nhập viện là cái đó Thì ảnh cái ảnh hưởng hưởng đến đứa tới. bé thì tại vì đó, tại vì mình trong chương trình nhiều chương trình qua mình đã nói qua là hiện giờ có nhiều cái người bác sĩ mà sinh cái bào thai, tại vì trong cái bào thai mà lúc đó không phải là phá thai mà đứa bé lấy ra rồi là sinh cái bào thai, tại trong cái bào thai có rất là nhiều chất miễn dịch rất là tốt, người ta dùng với để bào chế cho cái chất kháng thể mà xài trong một năm qua, nên trong cái bào thai
Tại ông Trump sinh như vậy rất là tốt, nó bảo vệ đứa bé rất là chắc chắn. Mình chỉ sợ người mẹ một lần nữa là yếu đi, không có không đề có kháng đủ nuôi được mạnh cái để bào mà thai thôi. Dạ đúng. dạ. Câu hỏi tiếp theo là bị tim mạch, bị phổi có nên chích vaccine hay không? Dạ thì một lần nữa là rất là nên chích. Tim mạch, bị phổi, bị thận, bị béo phì, tiểu đường, mỡ cao, huyết áp cao. Mình đã có tiền sử một cái bệnh, cái bằng bệnh chronic, nghĩa là bệnh lâu Kinh dài niên đó, đó. thì nên chích. Bệnh kinh niên đó, thì nên chích. Dạ, tiền sử bị ung thư, giải phẫu thành công được 2 năm thì có thể tiêm vaccine của AstraZeneca hay là loại nào phù hợp thưa bác sĩ? Dạ, cái về vấn đề ung thư thì đã tương đối tốt đẹp trong vòng 2 năm mà không có còn mà xài thuốc chemo mà thuốc do lằn chống, tại Quá vì trị. chứ chứ quá trị vô thì có thể làm cho thể mình yếu đi thì mình bị ảnh hưởng, nhưng mà đã yên ổn trong vòng 2 năm thì vẫn nên chích và không có sao hết. Cái vấn đề mà xài thuốc AstraZeneca thì chỉ áp dụng cho những người phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt cũng như là người trẻ vậy thôi, còn những người mà không phải như vậy thì vẫn có thể chích được thuốc AstraZeneca. Dạ, bướu cổ cường giáp và thyroid đó, ở bên đây gọi là thyroid hyper đó, thì có nên tiêm vaccine được hay không thưa bác sĩ? Dạ cũng được, tại vì những cái đó là một cái trong cái tâm lý của mình là mình một cái bệnh thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái vaccine hết. Người thân của em bị ung thư di căn rồi, có nên tiêm vaccine ngừa COVID hay không và nên tiêm loại nào thì tốt? Thì nếu mà bị ung thư mà mỗi mình câu nói qua là đã được yên ổn mà không có còn xài uống thuốc chemo, uống thuốc hóa trị nào đó thì vẫn nên chích. Và nếu mình có thì nếu người là gia đình của Châu mà ở Hoa Kỳ thì mình có cái lựa chọn là mình xài Pfizer là Moderna, còn những người phụ nữ thì nên tránh thuốc Johnson Johnson hay AstraZeneca. Thì nếu có sự lựa chọn thì mình xài cái thuốc Pfizer hay là thuốc Moderna, thì cái đó Moderna. là có. Thì một lần nữa là không phải mình không biết là những cái thuốc có thể tốt như vậy, nhưng mà hai thuốc này người ta xài nhiều nên những cái cuộc nghiên cứu rất là minh bạch, cái chuyện gì xấu chuyện gì tốt đều được đem ra Kiểm định, kiểm để chứng những rõ người ràng rồi. thì đúng rõ ràng hơn, thì mình chỉ thấy phải như vậy thôi, chứ không phải là mình nói thuốc kia xấu, mình chỉ thấy là cái thuốc này chắc là minh bạch hơn những thuốc kia vậy thôi. Thưa bác sĩ, ở đây có nhiều người thắc mắc về cái cách đeo khẩu trang và có nhiều người hỏi rằng là CDC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ có những cái chỉ dẫn rõ ràng về cái phương cách đeo khẩu trang hay không, vì họ nói rằng là virus là vi trùng mà nó siêu 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 nhỏ, tôi không tin là khẩu trang có thể bảo vệ được đâu. Đấy, vì cái sự nghi ngờ đó. Vậy thì bây giờ nếu mà khuyên dùng khẩu trang thì những cái giới hữu trách cấp cao nhất của Hoa Kỳ khuyên nên đeo khẩu trang như thế nào cho hiệu quả? Một lần nữa là cái hồi nãy mà ai mà coi được giữa chương trình hay đầu chương trình thì cái khuyên bảo của chị Trà My còn hay hơn của người CDC. CDC người ta chỉ nói mình đeo khẩu trang thì người ta nói rất là đúng, con vi khuẩn nó rất là nhỏ, nhưng mà mình tránh là khi mình thở ra mình gạt ra là không phải là từng con vi khuẩn mà một cái người ta nhổ nước miếng ra cho một trong cái Triệu. e mình trống luôn. Ví dụ mình tránh một cái giọt nước miếng người ta thì tốt hơn. Thì là ví dụ trong giọt nước miếng có cầu cả tỷ con vi khuẩn nó trong trọng, còn mình một con hai con nó vô qua cái lỗ hở của mình thì vẫn nhẹ hơn. Đó là một lần nữa thuốc vaccine mình làm cái gì cũng không có cách nào mà chống được 100% hết, nên mình vừa chích thuốc ngừa, mình đeo khẩu trang đúng như chị Trà Mỹ đã dạy thì nó tốt hơn là không có. Tại vì tư tập CDC á, nó cũng không có một cách mà có nhiều cái chút chút như vậy nên rất là tốt. Nên trở lại coi cái lời khuyên của chị Trà My thì rất là tốt, chứ còn mà mình chống được bao nhiêu thì tốt hơn, giống như thay vì mình bị một tỷ con trong giọt nước miếng của người ta, khi chạm được chỉ một giọt nước miếng thôi, tại vì nước ta khạc ra có thể là nhiều hơn nước nữa, mình tránh được cái đó thì vẫn là tốt hơn. Còn một vài ngàn con là một vài triệu con nó qua cái kẽ hở thì vẫn còn nhẹ hơn là một tỷ con vô, nên Dạ, vẫn vẫn là có còn hơn đúng. không thưa quý vị. Dạ Vaccine đúng. cũng vậy, khẩu trang cũng vậy, giãn cách cũng vậy, có còn hơn không. Trà My không có dám, tại vì bác sĩ Châu ở Mỹ lâu năm mà dùng tiếng Mỹ nhiều quá, tiếng Việt quên đó, không phải là dạy mà là Trà My biết được cái gì, hiểu biết được thì chia sẻ với quý vị ha. Ở Mỹ người ta hay dùng cái chữ teach, tức là truyền đạt lại cái kiến thức đó. Dạ, thì tiếng Việt lâu lâu chữ teach cũng gọi là dạy, nhưng mà người Việt mình mà nghe chữ dạy thì người ta cũng hết hồn lắm. Thật ra là chỉ là truyền đạt và chia sẻ kinh nghiệm, tức là mình
mình đọc được ở đây ở kia, khuyên bảo như thế nào và những nơi uy tín tin cậy thì mình chia sẻ lại cho quý vị. CDC dĩ nhiên là họ là cái cơ quan cao cấp nhất của Mỹ về phòng ngừa dịch bệnh rồi, nhưng mà họ ra những cái chỉ dẫn nhiều khi nó không có cụ thể lắm, phải cộng gộp ở nhiều nơi, tức là bên châu Âu như thế nào, bên Mỹ như thế nào và trên thế giới như thế nào. Nhưng mà nhìn chung là họ khuyên đó là càng không có kẽ hở chừng nào tốt chừng đó, tại vì cái khẩu trang mình đeo chỉ là một cái lớp vải mỏng mà nó lơ lỏng, nó hở chỗ này hở chỗ kia thì nó cũng không có ăn thua gì, mà nhiều khi lợi bất cập hại, là tại vì mình ỷ y là mình có cái đồ che chắn, có một cái màng bảo vệ, nhưng mà chính cái màng bảo vệ không đúng cách đó nó mới làm cho mình dễ lây bệnh hơn. Thà là mình không che chắn gì mà mình cẩn thận còn hơn là mình che chắn mà mình ỷ y mà nó không có giúp ích gì hết. Thành ra khuyên quý vị đã dùng khẩu trang hoặc là đã rửa tay sát trùng thì phải rất là theo đúng cái quy tắc là rửa tay phải 30 giây ít nhất bằng nước ấm và xà bông 30 giây, chứ không phải rửa một cái 2 giây là xong, là vi trùng còn y nguyên. Đấy, tức là mình làm gì cũng phải theo đúng cái quy cách đó thì nó mới có một cái sự tối đa tối ưu về cái tính hiệu quả, chứ còn làm lơi là thì nó lợi bất cập hại thưa quý vị. Rửa tay 2 giây tưởng đâu nó sạch rồi bóc đồ ăn ăn, đấy cái đó mới là lây bệnh nhiều hơn là không rửa tay, là mình biết cái tay mình nó dơ sẵn mình không có bóc đồ ăn. Đấy, nói một cách nôm na vậy để mình dễ hiểu. Ngay từ đầu người ta đã khuyên là phải rửa tay thường xuyên, hãy cầm nắm chạm cái gì mà có nhiều người đụng tới là nên rửa tay trước khi mình đưa lên mặt, trước khi mình bỏ đồ ăn vô miệng. Và ngoài cái rửa tay bây giờ người ta còn thêm sát trùng sát khuẩn nữa, tại vì có nhiều nơi là không có rửa tay được liền lại tại chỗ, thí dụ như quý vị đang ở công trường, đang ở ngoài đường vân vân, trước sát khuẩn cũng là giúp ích rất là nhiều trong những trường hợp đó tiệt trùng nhanh. Nhưng mà vẫn là người ta có nói rằng là đeo thêm một cái găng tay để thì vẫn tốt hơn, xong rồi giục cái găng tay đó đi. Trong cái tình gọi là tình hình căng thẳng đỉnh dịch á, thì nhiều nơi họ lại khuyên đeo găng tay, và những người đi chợ ở Mỹ, Trà My đã thấy họ đeo găng tay và họ vứt găng tay tùm lum tà la. Có một thời gian ở Mỹ, tất cả những cái nơi mà buôn bán sỉ lẻ đó thấy găng tay nhiều lắm, là vì thời đó là người ta sợ đến mức người ta phải đeo cả găng tay nữa thưa quý vị. Thành ra mình nói là cái sự cẩn trọng nó vô cùng vô tận. Cẩn thận được chừng nào thì hay chừng đó, chứ không có cái lời khuyên chung. Và câu hỏi ở đây xin bác sĩ trả lời giúp một người bạn là tôi bị viêm khớp van thấp, có nên tiêm vaccine được hay không thưa bác sĩ? Dạ nên, tại vì mình bị cái người nào bị viêm kinh niên, nghĩa là bệnh viêm là cơ thể mình đã yếu đi rồi nên cần tiêm vaccine. Nhưng mà có một vài trường hợp là những người bị viêm mà nặng, người ta phải xài cái thuốc như là một loại thuốc kháng thể để nó, nên cũng coi chừng, tại vì phải hỏi người bác sĩ viêm khớp của mình. Nếu mình đang uống cái loại thuốc đó thì có thể mình yếu hơn là chích cái thuốc ngừa vô, tức là làm giảm được sự hiệu nghiệm của cái thuốc. Nên có nhiều khi tùy theo cái loại thuốc mình nên xài, người ta khuyên mình nên ngừng một thời gian, một tháng rồi chích vaccine vô, đợi một tháng sau rồi mình mới uống trở lại. Nếu mà được như vậy thì làm như vậy, nhưng mà cũng tùy. Còn nếu mà không có đương không, hiện nay không cần uống thuốc gì hết thì vẫn nên chích vaccine. Dạ, thưa bác sĩ, một câu hỏi ở đây về CDC mà liên quan tới cái chuyện là vaccine. Thì tại vì sau khi tiêm ngừa đó, nó có nhiều cái từ biến chứng nhẹ cho tới biến chứng nặng, có những cái khó chịu này kia, thì những cái cách ứng phó mà CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, ở đây họ khuyên là vaccine xong rồi thì có những bước như thế nào, từ đau nhẹ nhẹ ở cánh tay thì nên làm gì, rồi rùng mình ớn lạnh khó khăn uể oải thì nên làm gì. Dạ xin rồi mời bác sĩ có những cái lời khuyên cho quý khán thính giả. Thì đa số mình chích vô cái chỗ mình chích sẽ bị đau một thời gian, để trong một tuần lễ mình cảm thấy nhức đầu, cảm thấy nóng lạnh. Mà cái mà lo lắng nhất là nếu mà mình như trình qua mình đã nói và về cái bị anaphylactic shock, như là áp huyết mình tụt xuống, mình thấy cơ thể mình không còn tỉnh táo và huyết áp mình bị tụt xuống thấp, mình thở không được. Đó là những cái phản ứng mạnh do cái thuốc vaccine, mình thở không được thì cái đó phải nên nhập viện. Còn không thì mình có thể mình ở nhà mình tiếp tục theo dõi, tại vì những cái chỗ đau, chỗ cái cơ bắp mình chích vô nhức đầu một chút mà mình thấy hơi nóng lạnh một chút, nhưng mà trong cái đầu óc mình vẫn còn tỉnh táo, huyết áp mình vẫn còn tốt, mình không có thấy khó thở, thì nên ở nhà, tiếp tục ở nhà mà kỹ nói như bác sĩ mình biết thôi. Còn mấy người nào mà như giữa đêm hay lúc nào mà cảm thấy người nhà mà thấy người được chích, người bệnh được chích mà thấy cái tinh thần đã không còn sáng suốt nữa thì phải nên đem vô viện, hay là thở không được, hay là thấy đau gáy mà thấy tụt xuống thấp quá thì phải đem vô nhập viện. Hoặc là co giật nữa đó, dạ, một cái triệu chứng, dạ, co giật là nguy hiểm lắm. Dạ, thưa bác sĩ, nhưng mà có những cái lời khuyên về gọi là những cái biến chứng nhẹ nhẹ, gọi là phản ứng của mình sau khi nhận vaccine đó, thì mình nên uống nước nhiều phải không bác sĩ?
Tại sao tôi uống nước nhiều? Dạ. Uống nước nhiều nó giúp cho một trong y khoa đa số là uống nước nhiều vô, nhưng là cái cơ thể mình, khi mình ấm ý mình hơi thụt một chút, mình bị nóng lòng một chút thì mình uống nước vô nó sẽ giúp cho mình, tại vì vô cái tim, cả cái đường máu mình, cái sự máu mình nó nhiều hơn, nó mạnh mẽ hơn, và qua thận nó tiếp tục, thì những cái cơ thể người ta, tại vì người ta tính là đa số là nước, mà mình bị thiếu nước, mặc dù có thể thiếu 10% đi là có thể mình chắc là yếu đi, nên trong trường hợp mà người bị sốc đó, thì cái mà cách cứu đầu tiên là phải uống nước vô, thì mà uống nước vô thì nó sẽ giúp cho mình qua những cái đó, và nó sẽ giúp cho cái sự tuần hoàn lưu thông cái máu trong cơ thể mình nó mạnh mẽ hơn, thì rất là tốt. Mình đang ta khuyên á, nhiều khi những người mà 1-2 ngày đầu sau khi tiêm vaccine á, ta khuyên uống nước nhiều, nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, rồi còn có thêm bổ sung vitamin C càng nhiều để tăng đề kháng càng nhiều càng tốt, để vượt qua cái chứng uể oải, tăng đề kháng lên để bớt cái uể oải ban đầu đó. Dạ, câu hỏi tiếp theo, bệnh gút có tiêm vaccine COVID được không bác sĩ? Dạ được, bệnh gút là trong một trong bệnh mà bệnh cao, là một trong những bệnh mà bị cũng bị là viêm kinh niên, nhưng những người nào mà bị viêm thì nên chích vaccine và cũng được. Thường thường thì cái thuốc mà uống cho bệnh gút thì từ từ nó không có, nó một phần nó cũng làm cho thể mình bớt đề kháng lại, nhưng mà cũng không sao. Nhưng mà cái người mà trước đó, khi những người bị viêm khớp nặng thì có thể người bác sĩ viêm khớp thì chú uống thuốc mạnh hơn, thì cái đó nên tiếp tục hỏi người bác sĩ viêm khớp của mình. Còn bệnh gút không thì không sao, đa số các thuốc colchicine hay thuốc allopurinol của người bệnh viêm gút thì tương đối không sao. Dạ, gần hết thời gian rồi, câu hỏi nhiều quá, rất là ngắn gọn cho quý vị, tại vì ở Việt Nam bây giờ đang chuẩn bị nhận vaccine. Dạ, thành ra người ta lo lắng, người ta có rất là nhiều những thắc mắc, bị viêm gan ABC, tiêm vaccine COVID được không? Phải được, cũng được, được, và nên làm. Viêm họng thì sao ạ? Viêm họng mãn tính luôn, thì có nên tiêm vaccine không? Trước hết viêm họng thì mình phải coi cái lý do tại sao, chứ mình nên chích, nhưng mà có nhiều khi người ta bị viêm họng thì người ta đã mổ cái bộ phận mà chống viêm ra, chỉ cần thể mình yếu đi cũng không sao, chích được và nên chích. Dạ, một câu hỏi này của bạn Phi Phi cũng rất là hay, mà Trà My cũng dự định trong chương trình ngày hôm nay cùng tham khảo với bác sĩ, nhưng mà rất tiếc thời gian hết rồi. Bạn hỏi rằng là cái cốt thiêu nạn nhân COVID á, mà hỏa táng rồi đem cái cốt về nhà, cái virus nó có hay không? À, đây là một trong những cái quan ngại rất là lớn, tại vì quý vị thấy là ở Ấn Độ ha, hay là ở các nơi trên thế giới trong cái thời kỳ đại dịch COVID này là thiêu chôn, là coi như làm phải làm hàng loạt và phải làm vội vã, nó có những cái gọi là phải nhanh, khẩn trương hơn, nhanh chóng hơn, nó không có được gọi là cẩn thận kỹ càng như là cái thời bình thường. Thành ra cái vấn đề là virus lây nhiễm từ những cái xác chết á, nó cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Và Trà My sẽ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cái khâu an táng, những cái câu đoạn an táng đối với nạn nhân COVID đó, cần phải cẩn trọng như thế nào, cần phải lưu ý những gì để tránh lây nhiễm cái COVID từ cái xác chết, cái xác người chết vì COVID, vì nạn nhân COVID đó, lây qua cho bà con thân nhân họ hàng khi họ mang xác về, hay họ mang tro cốt về, hoặc là khi họ tới bệnh viện lãnh xác như thế nào. Đó là những cái điều mà rất là cần để chia sẻ kiến thức, tại vì trong cái thời buổi COVID này thì không thể tránh được những cái chuyện mà dạ hỏa táng hay là chôn xác hay là vân vân liên quan tới vấn đề COVID. Thì người ta nói nhiều về cách phòng bệnh, chữa bệnh, nhưng mà cũng ít ai nhắc tới cái cách để tránh lây bệnh từ những cái nạn nhân COVID đã qua đời đó. Thì mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin này và những thông tin mới hơn vào tuần tới, tối thứ tư hàng tuần. Chúng tôi dự định là ngày hôm nay đưa tới quý vị những hướng dẫn của CDC, nhưng mà không còn thời gian nữa, bác sĩ Châu phải trở lại công việc hàng ngày. Tối thứ tư mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Xin quý vị đón xem chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất và giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới đại dịch COVID. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Châu rất là nhiều vì những thông tin rất là bổ ích trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị Trà My. Dạ, cảm ơn quý vị thật là nhiều. Dạ, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kỳ sau, tối thứ tư. Mong quý vị đón xem thường xuyên nhé. Trà My trân trọng kính chào và cảm ơn bác sĩ Châu. Cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều.